À, đi mái các bạn đây này, thơn nhóc thơn phát hiện ra một loại quả ăn được nhưng mà có vị chua chua chua, có chua lắm không? Quả rất là to các bạn. Đấy. Ừ, ngọt Ngọt. ngọt lắm. Được đấy. Ừ, nhặt đi mang về một ít. Ừ, trước mình với cả nhóc thân nhóc thắng lên à đây này, thơn ăn kinh khủng. À, nhóc nhóc thân nhóc thắng lên trên cái hái nấm. Mình nhặt lên một ít quả, loại quả đấy. Rồi này rơi nhiều rồi này. Nhặt đấy À đây này, cây cây của nó đây này, đúng không? Đây này các bạn, đây này cây của nó đây này. Ở trên này. Nhặt 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 quả nào mà ấy nhá. Không không đấy quả thối đâu nhá. Quả này mà mang đi hấp lên. Sau đó cho một ít đường. Ăn thì thôi rồi. Siêu nhiều. Cho vào túi bên đấy thôi ạ. Túi bên này thì cho măng. Kiểu mình sẽ chọn đấy à, quả ta to thôi đây này. To như này. Quả tay. Nhóc Thắng cứ bảo là quả tay bởi vì tiếng Thái gọi là má mư. Mư có nghĩa là tay ấy. Thôi chặn. Ôi, xuống dưới này không mưa nhỉ? Buồn cười. À, lần trước thì mình với cả nhóc Thắng lên trên đấy thì quả vé bằng này nhưng mà đây to như này. Mình sẽ chọn đấy quả to. Quả nó đều đều nhau. Và quả nào là chưa thối. Nhiều đúng không? Rất nhiều mà. Bên kia nhiều. Bên nhóc thân nhiều. Cứ chọn đấy quả to thôi. Đây, thôi đây. To thế. Là một ít quả rừng mang về ăn. Lần trước thì mang đi ăn hết rồi. À mình thôi hình như là lạc đường rồi. Đường lúc đêm mình không phải đường này. Không gặp cây này. Thơn ơi đi trước đi Thơn. Và đây là rừng rừng chít. Cây chít. Chổi chít đi. Đi đi trước đi. Đấy, cho nhóc Thơn đi trước. Ô, người ta mang ở đây này, đây này, người ta đến xẻ gỗ ở trên này. Đây, mấy Ừ. Bết máy cưa của người ta. Có phải không? Có phải đối đi không? Đi. Hả? Nghi là không phải là lối này đúng không? Hình như là lối bên 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 đằng này. Thế nào? Thôi cứ đi thôi. Bây giờ thì phải tìm được lối đi của mình, không hề mình đi lạc ở dưới kia thì nó lại ấy sang bản khác. Thân nhỉ. Bây giờ cứ đi xuống như này thì không biết lâu mà lường đâu, lâu mà tìm đâu. Người ta lao dúi rồi này, sâu chưa đây này, hơn 3 mét, lao từ dưới kia lên. Mình thực sự lạc đường rồi các bạn. Bây giờ làm kiểu gì bây giờ? Để xem như nào. Mình lạc rồi các bạn. Lạc trong rừng rồi. À, bên này thì là bên của bên Yên Hưng. Bên xã khác. Ở bên này thì mới là bên đường của mình. Thế nào mà khu rừng này gọi là cũng rất là rộng. À, nếu mà không thông thuộc vào rừng bên này thì lạc thì là chuyện bình thường. Thôi mình thực sự lạc đường rồi. Chả biết đường lúc nãy mình đi như nào. Đi bên kia thì nó lại sang xa khác. Đi bên này nó lại trên nổi địa. Bây giờ thì mình sẽ men theo cái sườn lội bên này và xuống. Kiểu mình vẫn tìm lấy
cái đường của mình lúc nãy các bạn, thì nó sẽ dễ đi hơn đấy. Nhưng mà kiểu này thì đi khó rồi. Đi đường này có được không? Đây này rất là rộng rồi này, không đi được, thôi đi đường trên, đi đường cũ của mình cho chắc ăn. Đây này, chỗ này có biết con gà rừng nó với. Thực sự lạc trong rừng thật sự. Mình loay hoay mãi không tìm được đường ra, mà lúc nãy thì mình lên thì lên đường kia để này, mình đi đường này, đi cách xa hoàn toàn các bạn. Rất là buồn cười. Khu rừng này nó cũng rộng mà, đây này còn bên kia nữa, nhóc thân thì cứ loay hoay đằng sau của mình tìm được tầm khoảng 20 phút thân nhở. 20 phút mới ra khỏi, mới tìm được cánh ra rừng. Chỗ này, cánh rừng này. Và này này, ở dưới này vẫn chưa nha các bạn nhá. Đấy, nó tít ở bên kia mà, ở dưới, tít ở dưới kia thì mới là qua khỏi rừng này. Và đây này, mình đến thì đến theo cái hủ này đi đằng kia. Nhưng mà mình xuống đằng này thế mới tải. Mình tưởng dự định của mình thì sẽ đi theo cái sườn đồi kia kìa. Sườn đồi kia đấy, đi đằng kia. Đấy, xong mới xuống ở dưới kia. Nhưng mà hiện tại thì mình đi lạc rồi, thì chắc phải xuống đường cũ đây này. Xong mình sẽ đấy một ít măng ở dưới kia, mang về đi khám phá rừng như này. Đi tay không thì cũng hơi ngại ngại. Thôi đi, Thân đi trước nhá. Đây này, đi đằng này. Xong men đi đằng này nhé Thân nhá. Đây, đằng bên đằng trái nhá. Bên trái nhá. Đây này, nó nói như này cơ mà. Bực à? Đi bên trái, đi bên trái. Đây, loay hoay mái thì vẫn chưa ra được khỏi chỗ này. Và nhóc Thân thì ngã ở đây. Trượt từ dưới kia lên. Thôi đi. Trượt từ dưới kia xuống. Lại nấy lộn rồi. Cây thảo quả nhưng mà không có quả. Hết mùa rồi hay sao ấy nhỉ? Tầm này hết mùa rồi. Lúc nãy... Ui, con! Thân! Nằm xuống! Con! Ông gì đây? Không biết. Thôi, cứ chui đi. Nhanh lên ông! Đúng rồi, chui đi. Có ông như này thì mình sợ. Tưởng nó chơi mình thôi rồi. Thôi, ra rồi. Ôm rồi các bạn, không biết là tổ nó chỗ nào. Đây này. Ấy, bấn đuổi. Đi. Đúng rồi. Nghi nhở. Con nó to ấy. Ấy da, da. Cây quay bả. Cây bả lớt. Nhưng mà không có quả. Thôi đi đằng này thôi nè. Thôi đi tiếp đi. Thân cho mở lối, mở đường đi. Thôi đi Thân. Đi chuyển thân dưới này thôi. Xuống rồi hả? Ui. Màng quá nhiều. Cho nó Thân xuống đây trước. Khỏi phải chê rồi. Thôi đi đường này đây này. Thôi đi Thân đi.
sơn quá. Vẫn chưa ra khỏi chỗ rậm rậm này. À, lúc nãy thì mình ở trên kia đấy, ở bên kia. À, bây giờ thì xuống đây có một cây xoài ở đây, cây xoài rừng. Bây giờ hiện tại thì đang mưa phùn xuống đây này. Nếu mà mình ở trên kia thì chắc là đang mưa to rồi Thơn nhỉ. Xuống dưới này thì nó thấp thì nó ới thôi. Đấy, đi đường này này, đường thời xưa đó. Đây này, mình dự định đi theo cái sườn lồi kia xuống dưới, nhưng mà lạc mất nên phải xuống đường cũ. Khả năng là ở trên đấy thì sẽ không nên ở trên đấy, tầm khoảng 10 ngày sẽ không nên ở trên đấy được, vì nó xa nguồn nước quá, rất xa, không có nguồn nước nào. Mà cây xung quanh xen kẽ thì toàn là cây măng lay, cây lay, không có cây tre khác để mình kiếm nước uống, không có. Cái gì đây? Hòm nước của ai đây? Sao để vứt đây? Bị lạc ở đây à? Nghe nhỉ, Thơn nhỉ? Ở trên kia thì không có muối, bởi vì nó ở cao, trên cao ấy. Thực sự không có muối. Trên đây này. Trên đây nó lạnh lạnh nữa. Ở khu này của mình thì trên đây chắc là khu cao nhất rồi. Hiện tại thì đang trời mưa, bên kia thì cũng mưa, mà mình quay bằng cái máy quay của mình không chống nước được nữa. Thôi xuống đây này, đúc đơn đúc đen nhé. Đúc đen thì mình có gặp mà mấy chị ở trên kia đi hái măng ở bên này, nhưng mà bây giờ thì họ đi về rồi, kiểu họ đi hái măng đi bán. Trời như này, chỗ này có bắt đấy Thơn ạ. À, đi nhanh một tí, trước kia thường xuyên có. Về một thời gian thì con dê nó ở lên trên này, thì người ta thả dê lên trên này thì nó không có mất, nhưng mà cũng hơn 2 đến 3 năm nay rồi người ta không đến chăn dê ở trên này thì nó lại có ra chỗ này. Phải chui. Lúc đến mình không quay đâu, không quay đâu. Mình đến mở máy ở trên kia, ở trên đỉnh kia. Rậm thế cơ à? Sơn đấy, sơn đấy, cẩn thận nhá. Đi cẩn thận. Đây này, có người trượt đây này. Cái này mà mang măng đi nhiều nữa thì làm sao di chuyển nổi. Đang mưa tầm tá nữa. Đây này, nguồn nước ở đây các bạn. Nếu mà muốn lấy nước lên trên đấy thì di chuyển rất là xa, ở trong rừng nữa. Nhưng mà không có nhiều, có một tí tẹo thôi. Bằng cái lầu đúa thôi. Nhưng mà hòm đấy rất là ít. Trên này rất là hiếm nước. Mưa to thế. Bên kia mưa to thế. Mưa kìa. Ở trên kia thì chắc là còn mưa to hơn nữa. Khu này thì cũng do cháy rừng nên mới ở như này, mới không có cái to. Mà ở dưới, tít ở dưới kia cơ mà rừng, khu rừng này, đây này, tít ở dưới kia rất là rộng đấy, đây này. Hẳn ở trên kia. Mình lạc thì mình lạc sang bên sườn đồi bên kia. Lặng lẽ ra thì mình phải đi bên này.
mình chưa lên trên đấy bao giờ nên cũng gọi là lạc đường, rất là điều đương nhiên. Loay hoay tìm mái thì mới tìm ra bên này được. Ở trên kia thì kiểu nó là rừng to, nó có cây cối to, không như ở dưới này. Ở dưới này thì nó toàn là cây măng lay là nhiều nhất. À, vậy đã ra khỏi rừng. Lần này thì không lạc nữa. Đây này, đến đường nhựa rồi. Cả ướt hết, đang mưa to mà. Còn măng của mình thì lấy một ít thôi để mình không mang di chuyển đi được. Lúc đấy thì gặp một chị ở trên kia, họ đi hái mang đi bán ấy. Ủa, đi cực kỳ khó luôn. Mà mang đi bán thì một cơn, người ta làm cơn 2 thì chỉ được 10.000, không được cơn 10.000. Đi hái măng thì rất là cực lầy lầy ở trên tít tỉnh kia cơ mà. Đấy kia mình di chuyển từ trên kia xuống đây thì lúc đấy thì có báo là 10 giờ, hiện tại thì hơn 11 giờ rồi. Lúc lên thì nó khó hơn, là còn lúc xuống thì mình xuống nhanh thôi. Mình rửa chân tay ở đây một tí xong rồi mình sẽ về, và video của mình thì cũng xin phép kết thúc ở đây nhé các bạn nhé. Hẹn mọi người ở clip lần sau nhé. Mình còn sẽ rất nhiều video đi trải nghiệm ở trong rừng như này.